cái ngực nó bị gồ, bị lệch. Nghe cả đây lại vẫn bài lắc lưng váy đi chợ, nhưng mà lắc bám sát dọc theo hai bên của cán ức. À, động vào chỗ nào là to tắc là nó cũng đau, nó cộm cộm, nó rắn rắn. Nhưng mà khi mà buông ra thì nó lại thoáng nhẹ hết cả cái ngực, sướng. À, à. Cũng giống như cái bài lắc lưng bé đi chợ, nhưng mà thay vì làm ở đằng sau lưng thì mình làm ở phía đằng trước. Bám sát hai bên cán nước và các cái khe lưng sườn. À, chị thấy không? Nó phải nhả ra êm này, chị mới thấy nó thoáng cái ngực. Cái chỗ nào tắc tuy vào tắc nó hơi đau đau nhưng mà lại sướng, đau kiểu đau sướng, nó sẽ buốt và nó chật chật. Bám vào cái đằng dưới xương đòn này chị này, làm chả giống ai. À, bá theo cái xương đòn này cũng sướng này, chị thấy không? Đến bên kia. Rồi cái cổ của chị nó mượt, nó mềm, nó không như lúc trước. Lúc trước nó cứ rung 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 mà. Đúng rồi. Khí thông thì huyết thông, mà khí trệ thì huyết ứ. Bây giờ các cái da mà nó dám dám ở vùng ngực đây nó đỡ luôn này. Ây, ui giời, chị cho. Én. Thấy không? Sáng luôn cả cái vùng ngực ấy, trước là lổn nhổn chỗ này. Đấy. Tại vì trước là cái chỗ cái cục đây nó cứng, nó to, nó cứng, bây giờ còn bên này còn cứng. Bây giờ em kéo thêm cái chỗ này một tí nữa này, còn đâu để mai nhìn đây. Cái này ra một tí nữa này. Đây là cần mình. Tự nhiên chỗ này cái đầu này cái nó ghim vào một tí này. Đây là chỗ này nó kiểu nó quặp vào như này này. Đấy, giờ chỉ mở cái dấu hỏi ra một tí nữa, cái này kéo ra một tí nữa. Đây. Còn những người xuống đúng rồi, đúng rồi, da 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 chị ơi, ủa ôi ui cái này vào luôn cả cái mỏ này, nó giống như là cái mỏ hàn đấy chị ạ. Ủa ôi ôi chị xem mỏ có thoải sướng sướng không ạ? Đây. Úi giời ơi, nó ra rồi. Chị thấy không? Chỗ này nó quặp vào đây, đây là nó quặp vào như cái mỏ hàn luôn. Nên mới trồi lên ấy. Nó thấy hít thở đấy, sẽ thấy nó được hít thở, nó được đẩy cái phổi không? Thế nó đỡ trồi hẳn lên nhỉ. Thế bây giờ còn chỗ này nữa, em kéo chỗ này nó đang kiểu như này này. Thế em kéo cái này lên tí để nó treo được cái vai lên ấy. Đấy, thấy không? Đây này, đỡ đây này, kéo ở trong này. Đúng rồi, đấy. Cúi này, nếu không đây này. Cái này nó căng ở đây này, thấy không? Chị thấy không? Đây, cúi xuống trùng xuống này. Trùng hết rồi. Đấy, rồi, nằm lên. Đúng rồi này, đấy. Cái cọng đây nó đỡ bị căng không?